했어요. 그랬더니 이제 챗 GPT에서 이야기를 이렇게 만들어줬어요. In a small town nestled between rolling hills 이렇게 이야기 영어는 통과하고 영어를 한국어하고 이제 이야기가 좀 길어요. 한국어로 번역하고 베트남어로도 번역을 했어요. 한국어, 베트남어로 번역을 하고 그 다음에 이거 이야기니까 그 이야기를 우리가 이해하려면 이야기 내용을 파악해야 되잖아요. 그래서 이야기에 관해서 10개의 까호이 질문하고 답변을 써달라고 했어요. 그랬더니 챗GPT가 만들어줬어요. 패션 1, 패션 2 이렇게 10개 답. 패션 앤서 까호이 짜올로이 Question and answer. 질문 대답 이렇게 만들어줬어요. 그래서 이거 다시 10개의 질문과 대답을 한국어와 베트남어로 번역해달라고 했더니 한국어로도 번역을 해주고 당연히 베트남어로도 번역을 해줬어요. 그래서 나는 베트남어를 한번 이야기를 읽고 이 질문과 답변에 대해서 판하고 공부하고 싶습니다. 괜찮나요? 네. 보태? 오케이. 그러면 아니 이야기 이거 문단씩 읽어봐요. 내가 단어는 아마 50% 이해했어요. 50%. 아, 남무이 빠짠 도이코테 휴 두붕 아 남무이 빠짠 50% 이해했어요. 그러니까 대충 잘은 몰라요 내용은. 하지만 조금 알수 있어요. 보태 모츠 그때 비에큐 바우조 주엔 모쭈 오케이. 그러면 하니 이거 첫 문단 읽고 내가 다음 읽어볼게요. Trong một thị trấn nhỏ nằm giữa những ngọn đồi hoa thoả và một con sông lấp lánh, có một cộng đồng người cùng chia sẻ sở thích yêu thích nhất của họ làm vườn. Thị trấn này tên là Green Day, nổi tiếng xa gần vì những khu vườn tươi tốt và hoa lá rực rỡ, thu hút du khách từ các vùng lân cận đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sự bình yên mà làm vườn mang lại cho cuộc sống của cư dân nơi đây. À, Một tôi sẽ tôi đọc một hai mươi đại sĩ rồi trong một thị trấn anh bôn hai mươi đại sĩ trong ừ. một thị trấn nhỏ nam chữ và những ngọn đồi tôi và một con sông lấp lánh của một cộng đồng người của cha sẽ sở thích yêu thích nhất của họ làm vườn. Thì chân này tên là Green Day, nổi tiếng xả căn vì những chú vùng trời tốt và hoa là lấp ló thu hút du khách vùng làng căn đền xem những vẻ đẹp và sự yên bình mà làm vùng mang lại cho cuộc sống của cư dân nơi đây. Nè, 다음 문단 하니, 잠깐만요. 네, 하니, 읽어주세요. 다음. Mỗi buổi sáng khi mặt trời bắt đầu mọc, người dân Green Day có thể được nhìn thấy đang chăm sóc khu vườn của mình. Từ những đứa trẻ nhỏ đến những người già, tất cả mọi người đều tham gia vào hoạt động yêu quý này. Đó là một cảnh tượng đáng ngưỡng mộ. Đàn ông và phụ nữ, trai và gái làm việc bên nhau.
Biết thế thì Đôi tay họ chìm sâu vào đất đen, giàu dinh dưỡng, trồng hạt giống và chăm sóc những cây đang lớn. nè, để gà tôi đi gọi ô. Mỗi vài sáng kỳ mắt trời bắt tàu mốc ngôi dàn quân đại cô thể đốc hiến tái đang chăm sóc thú vương của mình. Tôi những chú trẻ nhỏ để những nỗi trả tất cả mối nhối dù tam trả bảo phát tốn như vui nãy. Tôi là một cán chúng tàng dụng họ tàng ống bà phụ nữ chạy vào cai làm việc bên nhau đôi tài hồ chim xảo sau vào đặt tên chào dinh dinh dưỡng trồng hạt giống và chăm sóc nhung cài đắng luôn nè thì coi xéo. Bà Thomson, một bà cụ quá bụi, là một trong những người làm vườn tận tị nhất trong thị trấn. Khu vườn sau nhà bà là một thiên đường thật sự, với đủ loại hoa nở rộ trong sự hài hòa hoàn hảo. Bà thường mời hàng xóm đến uống trà nơi họ ngồi trong khu vườn của bà, bao quanh bởi hương thơm ngọt ngào của hoa hồng và hoa ly, và chia sẻ những câu chuyện cùng những mẹo làm vườn. Bà Thompson, bà cô cúc của bà là một trong những người làm vườn tan trời nhất trong trí trạng của vườn. Sau nhà bà là một chuyện thức thức sự bồi dù lỗi khóa nổ lộ trong sự hài hòa hoàn hảo. Bà chúng ngồi ăn sống để là uống trà nồi hồ ngồi trong thu phú của bà bao quanh bồi quảng tổng ngốc ngáo ngáo và hòa hồng bà hòa lê ly bà chia sẻ những câu chuyện cùng những mèo làm vườn nhé. Một mùa hè nọ, thị trấn quyết định tổ chức một lễ hội làm vườn lớn, một sự kiện kỷ niệm sở thích, yêu thích của họ. Mọi người đều phấn khích và háo hức tham gia. Sự kiện bao gồm một chuyến tham quan khu vườn, nơi du khách có thể đi dạo qua những khu vườn đẹp nhất ở Green Day, và một cuộc thi làm vườn với các hạng mục khác nhau như cắm hoa đẹp nhất, rau củ lớn nhất và thiết kế khu vườn sáng tạo nhất. Một mô hình nó kỳ tràn quy trình tổ chức một lễ hội làm vườn lớn, một sự kiện kỷ niệm sở thích yêu thích của họ. Mỗi người đều quan trị và hào hức tham gia. Sự kiện bao gồm một chuyến tham quan khu vườn nó du khách có thể đi dạo qua những khu vườn đẹp nhất ở vườn đề và một cúc đi làm vùng với các hạng mục các nhau như cam hòa đẹp nhất là phù lồng nhật và thiên kích phù vùng sáng tạo nhất nè là có mấy nhau nè. Toàn thị trấn rộn ràng hoạt động, các gia đình cùng nhau chuẩn bị khu vườn của mình, trẻ em làm các vật trang trí khu vườn kỳ diệu, và các nghệ sĩ địa phương đóng góp những bức tượng và tranh vẽ lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Tinh thần cộng đồng và tình đoàn kết đã rõ ràng khi mọi người cùng nhau chia sẻ niềm đam mê làm vườn. Rồi thì tranh luận lắc hót tung, các gia đình cùng nhau chuẩn bị của vùng của mình. Trẻ làm các vật trang trí của vùng kỳ chữ và các nghệ sĩ gia phú đóng góp những bức tranh và trang bị lễ cao hứng từ thiên nhiên. Tin tấn công động và tin đồn kê tạo lỗ lãng. Thì mỗi người cùng nhau chia sẻ niềm đam mê làm vườn. Ok.
Vào ngày diễn ra lễ hội, thị trấn đã biến thành một xứ sở thần tiên, đầy màu sắc và hương thơm. Những biểu ngữ và đèn lồng trang trí đường phố và các gian hàng cung cấp dụng cụ làm vườn, đồ thủ công tự làm và những món ăn ngon tự làm xếp đầy quảng trường thị trấn. Chuyến tham quan khu vườn đã thành công rực rỡ, với những du khách ngạc nhiên trước những khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ và những màn trình diễn nghệ thuật làm vườn sáng tạo. Và ông này trên là lễ hội thì chẳng là bên tán mô xúc xô thân diện đại mà sầu sắc và hùng trống những vui nhuận và đèn lồng trang trí dũng phố và các dàn hàng cư cung cấp dương cứ làm vuông đồ tư không tự làm và những món ăn ngon từ làm xếp tại quan trường thị trấn chuẩn tam quan cư vương đã tận công lúc lô bởi những du khách nhất trên xuất những cư vương được chăm sóc thì mình và nâng mạng chính trên nhé vút làm vương sáng tạo đấy. Cuộc thi làm vườn là điểm nhấn của lễ hội. Ban giám khảo bao gồm các nhà thực vật học nổi tiếng và những người nổi tiếng địa phương đã cẩn thận xem xét từng bài dự thi, và Thomson đã giành được giải cắm hoa đẹp nhất với bó hoa Dahlias và hoa hướng dương rực rỡ của mình. Gia đình Johnson đã giành giải rau củ lớn nhất với quả bí ngô khổng lồ của họ, và cô bé Emma Green đã giành giải thiết kế khu vườn sáng tạo nhất với khu vườn cổ tích kỳ diệu của mình, hoàn chỉnh với những ngôi nhà nhỏ và cây cảnh tí hon. Cuộc thi làm vườn là chấm nhánh của lễ hội và chấm cáo bao gồm các nhà tức các thôn nội thiện và những ngôi nội thiện gia phong là các ông tân xem xét tướng bày dự thi và tôn sinh đã chấm tức chạy cam hòa đẹp nhất bồi bà hộ đà lia và của hướng dùng đốc lô của mình gia đình Johnson là trang trại lau cú lớn nhất bội của vị ngõ công lộ của họ mà có vẻ mà Green là trang trại thiết kế cư vững sang tàu nhất bội cư vùng của tích kỳ dự của mình và chính bội những ngõ nhà nhỏ và tại các thị hôn lỗi ok, ghi lời ổn. Khi lễ hội kết thúc, người dân Green Day tụ tập tại quảng trường thị trấn để tham dự một bữa tiệc lớn. Họ chia sẻ những câu chuyện về những thành công và thử thách trong việc làm vườn, trao đổi hạt giống và cây giống, và lên kế hoạch cho các dự án tương lai. Niềm tự hào và sự hài lòng từ sở thích yêu thích của họ hiện rõ trên nụ cười và tiếng cười của họ. Nghĩa là khuấy kết thúc ngồi dàn Green Day tụ tập tại quan chúng thị trấn để tham dự một vụ thích lớn. Họ chia sẻ những câu chuyện về những thành công và thức tăng trọng việc làm vườn trao đổi hạt giống và cây giống mà Leo kế hoạch cho các dự án trong lại niềm tự hào và sự hài lòng từ sở thích yêu thích của họ như hiện lộ trên nụ cười và tiếng cười của họ à mà à là ok là khôi lắm. Lễ hội làm vườn đã trở thành một truyền thống hàng năm ở Green Day, ngày càng trở nên ngoạn mục hơn qua từng năm.
Đây là minh chứng cho tình yêu bền vững của thị trắng đối với làm vườn và những mối liên kết mạnh mẽ được hình thành trong cộng đồng. Thông qua sở thích chung, người dân Green Day không chỉ tạo ra những khu vườn đẹp mà còn nuôi dưỡng một cảm giác đoàn kết và niềm vui, khiến thị trấn của họ trở thành một nơi thật sự đặc biệt để sống. Lễ khoe làm vườn là trôn thẳng một truyền thống hàng năm ở Green Day, ngày càng trở nên ngọn một con và trung tâm. Đây là minh chứng cho tình yêu bền vững của thị trấn đối với làm vườn và những mối liên kết mạnh mẽ được hình thành trong cộng đồng. Thông qua sở thích chung, nhỏ dân Green Day không chỉ đầu lỗ vào những khu vực để mà cũng ngồi dùng một cảm giác đoàn kết và niềm vui khiến thị trấn của họ chỗ thân mong ngồi thực sự đặc biệt để sống. Ok, i거는 긴 내용인데 그 그린데일 마을 사람들이 취미 활동으로 정원 가꾸기를 하는 이야기죠. 응? 응? 그린데일 마을 사람들이 취미로 유특유 취미로 정원 가꾸기 하는 거예요. 정원 가꾸다라 구분 람백 구분 À, làm vườn람붕 예 람붕 만들어요. 농 농장 농부, 예 농부. 정원 농부 꽃 가꿔요. 꽃아 이거를 한국어로 내가 읽어줄까요? 네. 아, 그래. 읽어줄게요. 따라 읽어보세요. 그러면 앞에 읽었으니까, 베트남어로 읽었으니까, 나는 지금 한국어 처음 봐요. 나는 안 읽어봤어, 한국어. 자, 읽을게요, 내가. 구름과 반짝이는 강 사이에 자리 잡은 작은 마을에 사람들이 가장 좋아하는 취미를 공유하는 공동체가 살고 있었습니다. 이 마을의 이름은 그린데일이었고, 이곳은 울창한 정원과 활기찬 식물들로 유명했습니다. 이 마을 정원이 가져다주는 아름다움과 평온함을 보러 오는 이웃 마을의 방문객들로 북적였습니다. 네, 읽어봐요. 네. 구름과 반짝이는 강 사이에 자리 잡은 작은 마을의 사람들이 가장 좋아하는 취미는 공유하는 공동체가 선고 있었습니다. 이 마을의 이름은 그린데 이리 오스코. 이것은 운전한 정원 황기찬 식물들로 유명했습니다. 이 마을은 정원이 가져다주는 아름다움과 평온함은 보러 오는 이석 마을의 방문객들로 묶였습니다. 네. 매일 아침 해가 뜨기 시작하면 그린데일 사람들은 정원을 가꾸는 모습을 볼수 있었습니다. 어린아이들부터 노인들까지 모두가 이 소중한 활동에 참여했습니다. 남녀노소가 함께 일하며 풍부한 어두운 흙에 손을 깊이 넣어 씨앗을 심고 자라는 식물들을 돌보는 모습은 장관이었습니다. 매일 아침 해가 뜨기 시작하면 그린데일 사람들은 정원을 가꾸는 모습을
Bon su isosamnita orin ai tun bu tho no in tun kachi no tuka i so chung han hon tong e cham yo hesamnita nam nho no so ka ham ke i ra myo bun bu han o tu un hứt kê do nương kỳ bị nó o si a sưng sim cô cha ra nương xích mù rừng toàn bộ nương mô sâm bưng chan quan ni o sâm ni ta. 노부인인 톰슨 여사는 마을에서 가장 헌신적인 정원사 중한 명이었습니다. 그녀의 뒷마당은 각양각색의 꽃들이 조화를 이루며 피어나는 진정한 낙원이었습니다. 그녀는 이웃들을 차를 마시러 자주 초대하였고, 그들은 잔미와 백합의 달콤한 향기에 둘러싸인 그녀의 정원에서 이야기를 나누고 정원 가꾸는 팁을 공유하곤 했습니다. Nobuin in Thomson Yosanun ma ureso kachan hong sing chok kinh trong wong sa chung han miong i osamnita awesome cử nho e tis ma tam un cắt yam cắt set e có tử ri cho hoa rừng i ru mio bi o na nun chinh chong han nát quan ni ót xâm ni ta cử nho nương y ót tử rừng cha rừng ma si ro cha chu cho tê ha ót cô cử tử rừng chan mi qua bếp ham e tan cung han gian kỳ e tun lo sa in cử nho e chan quan e so Iyaki rừng na nu cô trong quang ca cu nương thìm bưng cung du ha con hết sâm đi ta.네. 어느 여름 마을이 사랑하는 취미를 기념하기 위해 대규모 정원 축제를 조직하기로 결정했습니다. 모두가 참여하기를 기대하며 들떠 있었습니다. 축제는 마을에서 가장 아름다운 정원을 둘러볼 수 있는 정원 투어와 최고의 꽃꽂이, 가장 큰 채소, 가장 창의적인 정원 디자인 등 다양한 부분에서 열리는 정원 경연대회를 포함하기로 했습니다. 네, 그냥 읽을게요. 마을 전체가 분주해졌습니다. 가족들은 정원을 준비하기 위해 함께 일했고, 아이들은 기발한 정원 장식물을 만들었으며, 지역 예술가들은 자연에서 영감을 받은 조각품과 그림을 기부했습니다. 모두가 정원 가꾸는 것에 대한 열정을 공유하며 단합된 느낌이 조조되었습니다. 어느 여름 마 으른 사람 하는 지미른 기념 하기 이해 대규모 장원 축제는 조직 하기로 결정했습니다. 모두가 참여 하기를 기대하며 뜻도 있었습니다. 축제는 마 으레서 가장 아름다운 운 trong quang nương tuôn lo bồn sự ít nương trong quang thu ao qua chi cô e cos chi ca chan gương chê sô ca chan chan e chóc kinh trong quang ta cha in tương ta giang han bù muôn e so yong ly nương trong quang kiong yong tê hoa rừng아, 대회를 대화를 포함하기로. 우함 하기로 했습니다. 네. 마은 정제가 문주해 적습니다. 가족들은 정원은 준비하기 위해 함께 인 했고 아이들은
Khi ban hành trong quân chan chích mù rừng mang từ rốc sư mèo chi dọc dê xuân ca từ rừng chan dòng e so dòng cam mừng bạc tên cho các vùng qua cư ri mừng kỳ bùn hết xâm lý ta mô tu ca trong quân ca cu nương có xê tê hàn dọn chan ơn cùng du hamio tam ham tên nữ kimi cô cho tê awesome này축제당일 마을은 다채롭고 향기로운 동화 속 세상으로 변했습니다. 거리에는 현수막과 요정들 빛이 장식되어 있었고, 병원용품, 수공예품, 맛있는 수제 간식을 파는 자판대가 마을 광장을 채웠습니다. 병원 투어는 큰 성공을 거두었으며, 방문객들은 세심하게 가꾸어진 정원과 창의적인 원예예술 전시를 감탄하며 구경했습니다. 축제 tam in ma urun ta che rom ko hiang ki ro un tung hoa suk se song euro pyong he sam ne ta ko ri e nun hyang su mak qua yo chong bon bi ji chang sik te o isok ko trong quang dung bum su cô dê bum mặc xích nương su chê can xích cơn ba nương ca ban tê ca mà ưn quang chan ưn chê sóc xâm nê ta trong quang thu o nương cơn song cung ưn co tu os sư mio bang môn két tự rưng Sê sim ha kỳ ca cu o chinh trong quang qua trong uy chóc kinh quang dê dê xuân trong si rừng cầm thang ha mèo cu kiong hết xâm lý ta.네, 정원 경연대회는 축제의 하이라이트였습니다. 유명 언행가와 지역 유명 인사들을 포함한 심사위원들은 각 출품작을 신중히 심사했습니다. 손준 여사는 활기찬 다할리아와 해바라기 기계로 최고의 꽃꽂이상을 받았으며, 존슨 가족은 거대한 호박으로 가장 큰 최수상을 차지했습니다. 어린 엠마 그린은 작은 집과 미니어처로 식물로 가득한 기발한 요정 정원 디자인으로 가장 창의적인 정원 디자인상을 받았습니다. 정원경영대회는 축제의 하이라 이트였습니다. 유명관계가과지역유명인사들은 모함한심사위원들은 각준범작근신중히심사했습니다. 톰순 여사는 헌기 짠 따라 따알리 아와 헤바라기 무게로 제고에 코스코지 성은 바 따스 며 준순 가족근 가 거대한 호 바크로 ca chan kun se so chan un cha chi hết sâm nê ta o rin e ma kư ri nun chắc kun chip qua mini e cho xích mù lô ca tức han ki ba ran yo chong chong wong ta cha e nữ rô ca chan cha e chok kinh chong wong ta ti cha in sang un bạc tác xâm lý ta.축제가 끝날 무렵 그린데이 사람들은 마을 광장에 모여 성대한 연회를 열었습니다. 그들은 정원 각국에서의 성공담과 어려움을 나누고 시약과 삽목을 교환하며 미래 프로젝트에 대한 계획을 세웠습니다. 좋아하는 취미에서 오는 자부심과 성취감은 그들의 미소와 웃음에서 뚜렷이 나타났습니다.
Chukcheka Kutna Kan Murup Kurinte In Saram Terun Ma Un Quang Chang E Mo Yo Song Te Han Yong He Run Yong Rok Sum Nita Tử Tử Run Chong Quang Ka Cục Y E So E Song Cung Tam Qua Oreo Un Mun Na Cô Cô Si Asqua Sam Mô Cun Qua Hion Hamio Mi Re Bro Check Thử E Te Han Ke Hek Cun Se Wasam Nê Ta Choa Ha Nun Che Mi E So Ho Nun Cha Bu Sim Qua Song Chi Cam Mun Cư Tử Re E So Wa Út Sơn E So Tu Riok Si Na Tha Nát Sâm Nê Ta.동원 축제는 그린데일의 매년 전통이 되었고 해가 갈수록 더욱 화려해졌습니다. 이는 정원 각국에 대한 마을이 변치 않는 사랑과 공동체 내에서 형성된 강한 유대감을 증명하는 것이었습니다. 사람들이 공유하는 취미를 통해 그린데일 주민들은 아름다운 정원을 가꾸었을 뿐만 아니라 함께할 수 있는 기쁨과 단결감을 키워가며 그들의 마을을 진정으로 특별한 곳으로 만들었습니다. 전광 축제는 그린데이 레서 매년 전통이 데 어섬 잇데 어스코 해가 간수록 더 우스 화력 해 적습니다. 이는 전광 가국 기에 대한 마음의 병지 않는 사랑과 cung tung chê nê so hiong song ten ca han du te cam mun chung mio ha nun cóc si osam nê ta saram tư ri cung du ha nun chê mi run thung hê rin te in chu minh tư run aram ta un chong wong nun ca cu osun Bunman Anira Hamke Han Suik Nun Ki Bum Ki Bun Qua Tan Kion Kam Mun Ki Wo Kam Mio Hữu Tử E Amun Amurun Chin Chong E Uro Thực Pion Han Có Sư Rô Mạn Nạ Mạn Trọc Sâm Nị Đào네, 잘 읽었어요. 내가 그 질문과 대답을 복사를 해서 스팅뱃을 먼저 복사를 해서 한번 우리가 읽은 내용, 이제 읽은 내용은 뭔지 알죠? I'm go to you. 아, 가우추엔 와 유틱 유. 아, 가우추엔 와 그린데일 마을 이야기인데, 내용은, 아, 탄도 베트남어로 읽었고, 나도 한국어로 읽었으니까, 내용은 이해할 수 있어요. 그죠? 중따고테, 아, 휴, 미엣. 아, 중따고테 미에 내용 라 까오 주엔 그렇죠? 내용은 이해가 되죠? 네. 우리가 한국어도 읽고 나는 한국어로 읽었고 됐어? 하는 베트남어로 읽었으니까 어떤 내용인지는 알수 있잖아요. 그죠? 지금 이제 이게 질문하고 답인데 내가 이 답을 흰색으로 바꿀 거예요. 너희 아 맥맥 아 이거 색깔을 아 흰색 어딨나? 아 흰색 빰 없어졌죠? 자 읽어줄래요? 답 회전 네. 읽어줘요, 패션. 질문 읽어주세요.
Sở Thích thích cao yêu hồi. thích sở thích yêu thích nhất của người dân Green Lê là gì? Tôi thích yêu thích nhất của ngôi dân Green Day là gì? Igor, ngôi dân Green Day, ngôi dân Green Day là thích yêu thích của ngôi dân Green Day là lambung lambung Này, mà sao chung lambung맞죠? Lambung 말고도 뭐 다른 것도 있는데 그럼 나중에 lambung 그다음에 또 뭐가 있더라? 그뭐아 채소가꾸기 있었어요. 까우하이 까우호이 하이 하이 까우호이 하이 Bà Thompson là ai và bà nổi tiếng về điều gì? bà tôm sư là ấy bà nổi tiếng về điều gì bà tôm sư là nu nu thích có bung đẹp 아름다운 정원을 가진 분이고 톰슨 할머니는 톰슨 할머니는 유명해요. 바 톰슨라 노이팅 왜호 화, 흥, 바, 화, 릴리, 톰슨, 모, 잔, 마을 사람들을 초대해서 같이 이야기 나눴어요. 이렇게. 이것도 자세하게. 나중에 한번더 봐요. 한번 탄도 얘기해 줄래요? 바톤슬라 아이 바 노이팅베 듀지 땡베스로 Bà Thompson là người già nhất. Bà nổi tiếng là bà đạt được cái giải thưởng mà giải thưởng ui là trồng rau quả. Giờ gần đó, sao? Không nhớ nữa, hồi Đấy. nãy đọc văn dài quá nên cũng quên để ý. Ok. Thầy Cao hồi bác. thầy muốn trả lời câu số 3. Một mùa hè nọ, thị trấn đã quyết định làm gì để kỷ niệm sở thích yêu thích của họ? Tôi trước đi. Mùa mùa hè nọ thì chẳng ta quy trình làm gì để kỷ niệm sở thích yêu thích của họ họ cô dân kỷ lễ Đúng. hội lễ hội Nè lễ nè. hội bung làm bung Hỏi làm vườn, đúng không? lễ hội Nè. tổ chức là hồ hồ